nhà đẹp, view thoáng. Nhiều chung cư cao cấp nhưng không đẳng cấp. Tại phân khúc bất động sản cao cấp, thị trường bất động sản Hà Nội đang thực sự khan hiếm dự án ở khu vực trung tâm chào bán ra thị trường. Tâm lý chung của người mua phân khúc này là tìm kiếm những căn hộ tại trung tâm có tính thanh khoản cao và dễ tăng giá trong tương lai. Muốn vậy, dự án phải có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi, không gian sống lý tưởng với tầm nhìn rộng mở, tránh tình trạng nhà chồng nhà. Khu này nhìn sang khu kia như tại nhiều dự án hiện nay. Tuy nhiên phân khúc này không có nhiều dự án do quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp tại những quận thuộc nội đô như ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng thanh xuân cầu giấy đến nay hầu như quỹ đất dành cho các dự án không còn nhiều hơn nữa tình trạng một số chủ đầu tư lại tư duy tiết kiệm diện tích cắt giảm tối đa tiện ích để bán nhà thu tiền đơn cử như tại khu vực thanh xuân nhiều khách hàng rất quan tâm tới khu vực này bởi dân trí cao nhiều trường học chất lượng và giao thông thuận tiện tuy nhiên Phần lớn dự án khu vực này đều thiếu tầm nhìn và mật độ cư dân cao, chọn được một chung cư view đẹp ở khu vực này không hề dễ. Lựa chọn khu vực này, khách hàng thường phải bỏ một số tiền lớn cho những dự án cao cấp nhưng không được tận hưởng không gian sống đẳng cấp. Nhiều gia đình muốn có sự tiện lợi trong di chuyển đành chấp nhận cuộc sống bí bách, hoặc có những gia đình muốn lấy không gian sống thoáng thì phải rời xa nội đô, chấp nhận đi lại xa xôi, bất tiện. Để đáp ứng cả hai yếu tố chất lượng sống cao và vị trí trung tâm thuận tiện là khá nan giải. Vì vậy nhiều người có tiền mà cũng không ưng ý tuyệt đối khi mua nhà ở Hà Nội hiện nay. Pandora, được cả vị trí lẫn không gian. Mới đây, dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao tầng Pandora, Pandora Tower, do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh ô tô hòa bình, VMC, mở bán đáp ứng được đầy đủ cả hai tiêu chí chất lượng sống và vị trí trung tâm mà nhiều khách hàng đều mong muốn, kiếm tìm. Pandora Tower nằm trong tổ hợp dự án Pandora 53 chiều khúc, khu tổ hợp khép kín nhà vườn, nhà phố, căn hộ cao tầng và trường học có quy mô lên tới 41.648m2 ngay trung tâm quận Thanh Xuân, trên đường Nguyễn Trãi, nơi mạng lưới và phương tiện giao thông công cộng được chú trọng phát triển. Điểm nổi bật của dự án Pandora là mật độ xây dựng rất thấp, phần lớn diện tích ưu tiên cho phát triển cây xanh và tiện ích đa dạng nhằm tạo ra một môi trường sống trong lành, tiện nghi cho cư dân, góp phần vào mảng xanh của khu đô thị là các vườn hoa, công viên, đài phun nước, đường đi dạo, gian hoa khu vườn cảnh quan. Pandora Tower còn sở hữu loạt tiện ích hiện đại như vườn hoa rộng hơn 3.000m2 ngay phía trước tòa nhà, bể bơi bốn mùa ngoài trời, trên cao, tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống shop house và các tầng văn phòng, tiện ích như gym, spa, trung tâm thể thao. Ngoài những tiện ích kể trên, Pandora Tower kết nối tầm nhìn và không gian sống xanh mát của khu nhà vườn trong quần thể dự án. Đặc biệt, nằm tại vị trí trung tâm quận, với tổng thể dự án rộng lớn, căn hộ tại Pandora đều có view đẹp. Tâm nhìn thoáng với bốn bề rộng mở, mọi thành viên trong gia đình đều được hưởng tiện ích đầy đủ và tiện nghi nhất ngay trong khuôn viên nhà mình. Các bà, các mẹ chỉ bước một bước là tới trung tâm thương mại, siêu thị, giảm gánh nặng chợ búa vào mỗi buổi chiều tan sở. Các bé giảm được thời gian đưa đón bởi trường học ba cấp từ mầm non đến trung học cơ sở ngay trong nội khu. Các ông bố có nhiều khu thể chất để tập luyện, gia đình có nhiều thời gian hơn để chia sẻ yêu thương. Từ ngày mùng 3 tháng 6 năm 2019, mùng 2 tháng 7 năm 2019 chủ đầu tư đưa ra chương trình khuyến mãi, mua căn hộ Pandora, Zing SH về nhà. Theo đó, khách hàng mua căn hộ thuộc dự án Pandora 53 triệu khúc sẽ được bốc thăm trúng thưởng một voucher trị giá 86 triệu đồng. Liên hệ 024.3854-7483024-3356-0646-09-345-888-71 Website www.pandorahanoivn Lệ Thành